các em, như đã biết, hợp chất được chia thành hai loại là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Sau khi học khái quát tính chất của các hợp chất vô cơ, thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến hợp chất hữu cơ. Đây cũng chính là nội dung trọng tâm của chương trình học kỳ 2 khóa 9, bắt đầu với chương 4, hydrocarbon, nhiên liệu. Hợp chất hữu cơ là gì? Thế nào là hóa học hữu cơ? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài học hôm nay, bài 34, khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Để có khái niệm về hợp chất hữu cơ, chúng ta sẽ lần lượt trả lời 3 câu hỏi sau. Hợp chất hữu cơ có ở đâu? Hợp chất hữu cơ là gì? Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? Qua đó, chúng ta sẽ làm sáng tỏ hơn khái niệm về hóa học hữu cơ. Hợp chất hữu cơ có ở đâu? Chúng ta hãy cùng nhau quan sát những hình ảnh sau. Hợp chất hữu cơ có trong cơ thể sinh vật, bao gồm cả động vật lẫn thực vật. Có trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm. Có trong bút, giấy, mực. Có trong quần áo, giày dép. Nói chung là có trong các loại đồ dùng và cả trong cơ thể của con người. Giờ đây chúng ta đã có câu trả lời. Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, có trong cơ thể sinh vật và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng và ngay trong cơ thể chúng ta. Hợp chất hữu cơ có ở khắp nơi. Vậy hợp chất hữu cơ là gì? Để trả lời câu hỏi đó, người ta đi tìm thành phần cấu tạo của hợp chất hữu cơ. Các em hãy theo dõi thí nghiệm sau. Để xác định thành phần cấu tạo của một hợp chất hữu cơ, người ta sẽ đốt cháy hợp chất hữu cơ. Ở đây là người ta đốt cháy một mẫu bông, sau đó dùng ống thủy tinh úp lên trên ngọn lửa để hứng sản phẩm. Khi thành của ống thủy tinh mờ đi, người ta sẽ lật ngược ống thủy tinh lại và cho nước vôi trong vào. Các em hãy quan sát, khi nước vôi trong tiếp xúc với các sản phẩm thu được từ phản ứng cháy của bông, có hiện tượng gì? Lắc đều để các chất tiếp xúc với nhau. Các em thấy nước vôi trong bị vẩn đục, chứng tỏ trong sản phẩm thu được có khí CO2 nên mới làm đục nước vôi trong. Mà trong các phản ứng hóa học thông thường, các nguyên tố luôn được bảo toàn, có nghĩa là trước phản ứng có nguyên tố nào thì sau phản ứng sẽ có nguyên tố đó. Ở đây, khi đốt cháy bông, chúng ta thu được khí carbonic, khí CO2, trong đó có nguyên tố carbon, có nghĩa là trong bông cũng có nguyên tố carbon. Người ta tiến hành đốt các hợp chất hữu cơ khác như là cồn, nến hoặc là những chất khác thì đều tạo ra khí CO2. Vậy, các hợp chất hữu cơ đều có nguyên tố carbon. Từ đó, người ta mới kết luận hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Các em chú ý, đa số các hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ trừ CO, CO2, H2CO3, các muối carbonat kim loại, vân vân. Đây là các hợp chất vô cơ có chứa carbon mà ta đã học. Mô tả lại thí nghiệm trong sách giáo khoa. Đốt cháy một mẫu bông, úp ống nghiệm phía trên ngọn lửa. Khi ống nghiệm mờ đi, xoay lại, rót nước vôi trong vào. Hiện tượng quan sát được là nước vôi trong bị vẩn đục. Nhận xét, khi bông cháy tạo ra khí CO2. Từ đó suy ra được trong bông có nguyên tố carbon. Tương tự, khi đốt cháy các chất hữu cơ khác như là cồn, nến, vân vân, đều thấy tạo ra CO2. Vậy, hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Hợp chất hữu cơ là gì? Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ CO, CO2, H2CO3 và các muối carbonat kim loại. Đây là các hợp chất vô cơ có chứa carbon mà ta đã học.
Vận dụng các thông tin vừa tiếp nhận, các em thực hiện bài tập 1 trên 108 sách giáo khoa. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ? A. Trạng thái. B. Màu sắc. C. Độ tan trong nước. D. Thành phần nguyên tố. Để có lựa chọn đúng, các em nhớ là hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Như vậy, để xác định hợp chất hữu cơ, người ta dựa vào thành phần nguyên tố. Tương ứng với nó, đáp án đúng là câu D. Chúng ta sẽ dựa vào thành phần nguyên tố để nói một chất là vô cơ hay hữu cơ. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? Dựa vào thành phần phân tử, hợp chất hữu cơ được chia thành hai loại chính là hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon. Với hydrocarbon thì phân tử chỉ có hai nguyên tố là carbon và hydro. Ví dụ CH4, C2H4, C6H6, vân vân. Còn dẫn xuất của hydrocarbon, ngoài carbon và hydro, trong phân tử còn có các nguyên tố khác, ví dụ như là oxy, nitơ, clo, vân vân. Ví dụ C2H6O, C2H5O2N, CH3Cl, vân vân. Vận dụng, hãy sắp xếp các chất sau vào các cột thích hợp. Các em thấy bảng bên dưới được chia thành hai cột lớn: hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ. Hợp chất hữu cơ lại được chia thành hai cột nhỏ hơn là hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon. Để thực hiện dạng bài tập này thì chúng ta cần dựa vào thành phần nguyên tố của các chất. Nhớ, hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ CO, CO2, H2CO3 và các muối carbonat kim loại. Theo đó, ở bài tập này, chúng ta có CaCO3 và H2CO3 là hợp chất vô cơ. CaCO3 là muối canxi carbonat, còn H2CO3 là axit carbonic. Vậy còn lại C2H2, C2H6O, CH3Cl và C3H8 là hợp chất hữu cơ. Để phân chia hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon thì cần nhớ hydrocarbon trong phân tử chỉ có C và H. Vậy ở đây chúng ta sẽ có C2H2 và C3H8 là hydrocarbon. Còn lại, dẫn xuất của hydrocarbon là C2H6O và CH3Cl. Ngoài C và H thì còn có O và Cl. Như vậy, chúng ta đã phân biệt được hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ. Chuyển sang nội dung tiếp theo, khái niệm về hóa học hữu cơ. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng. Ngày nay, hóa học hữu cơ đã có nhiều phân ngành khác nhau, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội. Ví dụ, hóa học dầu mỏ. Như các em thấy, dầu mỏ là nguồn nguyên liệu quý giá. Từ dầu mỏ, chúng ta có nhiều sản phẩm phục vụ cho đời sống và công nghiệp. Hóa học polymer. Polymer là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên. Ví dụ, chất dẻo, tơ, cao su, keo dán, v.v. Polymer là những chất có rất nhiều ứng dụng. Hóa học các hợp chất thiên nhiên. Hợp chất thiên nhiên là các chất hóa học có nguồn gốc từ thiên nhiên hoặc được con người tách ra từ các loại động vật, thực vật, có thể có hoạt tính sinh học hoặc có tác dụng dược học dùng để làm thuốc. Ví dụ, Chlorothalonidin là một hợp chất thiên nhiên được tìm thấy nhiều trong vỏ và hạt nho, có tác dụng chống oxy hóa cao. Vậy, nhắc lại, hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng. Thực hiện bài tập 2 sách giáo khoa. Chọn câu đúng trong các câu sau. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu A. Các hợp chất có trong tự nhiên. B. Các hợp chất của carbon. C. Các hợp chất hữu cơ. D. Các chất trong cơ thể sống. Thì nhớ lại một lần nữa ha. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ. Bài học đã kết thúc.
Các em về nhà đọc thêm sách giáo khoa trang 106 và 107, làm bài tập 5 trang 108 sách giáo khoa. Chúc các em học tốt!